phương Tây lo hậu sự cho Zelensky. Quang Sang xin kính chào quý khán thính giả của tin 360 News. Bản tin thời sự được phát sóng vào lúc 19:30 hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn, truyền thông phương Tây gần đây loan tin về cái chết Volodymyr Zelensky có thể xảy ra và đưa ra kế hoạch thay thế người đứng đầu nhà nước Ukraine. Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Trong khi Pháp kêu gọi công dân nước này sơ tán khỏi Niger, thì Nga lại đẩy Liên minh châu Âu vào thế khó. Đó là gì? Sau đây mời quý khán thính giả cùng quan sát theo dõi bài bình luận ngày hôm nay của kênh tin 360 News. Thất bại ở mặt trận Zaporozhye, Ukraine để lại một nghĩa địa xe bọc thép. Hôm 1 tháng 8, kênh Telegram, phóng viên quân sự Mùa Xuân Nga đã đăng tải một video ghi lại cảnh một loạt các phương tiện xe bọc thép bị cháy ở mặt trận Zaporozhye do lực lượng Ukraine để lại sau đợt phản công lần 2 mà chính quyền Kiev tuyên truyền. Bài đăng cho biết xe chiến đấu bộ binh Bradley của Mỹ và xe tăng Leopard của Đức và rất nhiều thứ khác chất thành đống sắt vụn dọc theo các con đường tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine. Cuối tuần trước, một video ghi lại cảnh chỉ một chiếc xe tăng T-80 của Nga đã làm lu mờ kỳ tích văn hóa đại chúng hiện đại của 300 chiến binh Sparta khi kiếp lái này đã đơn độc chống lại 2 xe tăng và 8 xe bọc thép của Ukraine. Đoạn video cho thấy xe tăng và thiết bị của kẻ địch đang dần tiến đến và quân đội đang theo dõi trận chiến qua camera của máy bay không người lái. Một trong số họ thông báo cho các đồng nghiệp của mình rằng có một trong số chúng ta trên mặt trận và những quân nhân khác lưu ý có 8 thiết bị ở đó. Sau đó cảnh quay bắt đầu, đoạn phim cho thấy khói từ vụ nổ, sau đó xe tăng Nga rời khỏi chiến trường, trên đó vẫn còn các thiết bị Ukraine bị hỏng. Hôm 1 tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã trao giải thưởng nhà nước cho tổ lái xe tăng T-80, đã thể hiện lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng trong việc đẩy lùi cuộc tấn công của một nhóm thiết giáp của lực lượng vũ trang Ukraine theo hướng Remevsky tại vùng Zaporozhye. Qua đó có thể thấy rằng không chỉ vũ khí Nga vượt trội hơn trên chiến trường, mà kỹ năng tác chiến của lực lượng Nga cũng đã ở đẳng cấp khác so với Ukraine, khi mà chỉ với một kiếp lái xe tăng T-80 đã hạ gục 10 phương tiện NATO cung cấp cho Ukraine chỉ sau một cuộc đụng độ chớp nhoáng. Một tin được cho là bất lợi nữa đối với binh sĩ Ukraine khi ấn bản Newsweek nổi tiếng của Mỹ đưa tin về sự thay đổi trong kế hoạch của Mỹ về việc cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine. Theo thông tin nhận được, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ không nhận được mẫu M1A2 như đã hứa trước đó, mà là một phiên bản lỗi thời của M1A1 được trang bị thế hệ thiết bị điện tử cũ và áo giáp uranium nghèo đã cạn kiệt. Các nhà báo cho rằng một sự thay đổi như vậy trong kế hoạch có thể là do một số lý do. Đặc biệt, Hoa Kỳ có thể tìm cách tránh gửi các thiết bị quân sự mới nhất trong bối cảnh xe tăng Leopard đắt tiền và xe chiến đấu bọc thép Bradley bị phá hủy hàng loạt trên chiến trường. Tuy nhiên, điểm quan trọng nhất là Mỹ dự kiến chỉ chuyển giao 31 xe tăng Abrams, tương đương với chỉ một tiểu đoàn xe tăng, trong khi một số đồng minh phương Tây của Kiev đã cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực như Leopard 2 và Challenger 2 sớm hơn vài tháng, theo lời kêu gọi của Washington. Trong điều kiện hiện tại, với mức độ của cuộc xung đột quân sự đang tăng lên, số lượng xe tăng này không đủ để bù đắp cho những tổn thất đáng kể của lực lượng vũ trang Ukraine. Do đó, bước đi này có khả năng không đạt được mong muốn trên chiến trường của chính quyền Kiev. Điều này là dấu hiệu cho thấy kết quả của cuộc phản công lần thứ hai của Ukraine sẽ tiếp tục thất bại. Và tình hình trên chiến trường cũng đang cho thấy điều đó. Tờ Tsarskaya cho biết, trong 24 giờ qua, các chiến binh Ukraine đã kiệt sức và không phát động cuộc tấn công quy mô lớn vào các tuyến phòng thủ của Nga. Trong khi đó, phía Nga đã chiếm được vị trí chiến lược quan trọng là Klitschko. Quyền người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk Denis Buslin cho biết, ngôi làng Klitschko ở ngoại ô Bakhmut đã nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng vũ trang Nga. Ông nói thêm rằng ngôi làng vẫn tiếp tục bị tấn công. Đồng thời, các độ cao ở phía Tây Bắc được kiểm soát bởi lực lượng vũ trang Ukraine. Buslin cũng làm rõ rằng lực lượng vũ trang Ukraine đang cố gắng tiến hành cuộc tấn công ở khu vực làng Mayos theo hướng Donetsk. Nhưng điều này vẫn chưa ảnh hưởng đến tình hình. Theo cựu Bộ trưởng An ninh của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, Andrei Pinchuk, tầm quan trọng chiến lược của Klitschko nằm ở chỗ việc kiểm soát khu định cư này giúp giữ gần như tất cả các con đường dẫn đến Bakhmut. Chuyên gia quân sự Anatoly Medvedchuk nhấn mạnh rằng Klitschko nằm ở tuyến đầu trong hệ thống phòng ngự của lực lượng vũ trang Nga. Do đó, với bất kỳ bước tiến nào của lực lượng vũ trang Ukraine, dù chỉ thêm vài mét, các phương tiện truyền thông Ukraine ngay lập tức nhận được thông tin rằng
quân đội của họ đã đạt được thành công theo hướng này. Medvedev nói, nhiều khả năng lực lượng vũ trang Liên bang Nga chiếm ưu thế trên các đỉnh cao, khai thác và nhắm mục tiêu vào tất cả các hướng tiếp cận Klitschko. Mọi thứ đều nằm dưới họng súng của quân đội chúng tôi. Giữa lúc lực lượng vũ trang Ukraine bế tắc trên chiến trường, thì truyền thông phương Tây lại đưa tin rằng Tổng thống nước này có nguy cơ bị loại bỏ. Cái chết của Zelensky lên trang nhất, vì sao phương Tây kết án Tổng thống Ukraine? Tờ Politico hôm 1 tháng 8 đăng bài viết có tiêu đề Kế hoạch của Ukraine nếu Nga ám sát Zelensky. Bài báo đưa ra bình luận của nghệ sĩ Ukraine Nikolai Niazhitsky về việc ai sẽ điều hành đất nước trong trường hợp Tổng thống Zelensky qua đời. Politico trích dẫn lời Niazhitsky nói như sau: khi Tổng thống không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, Chủ tịch Verkhov Narada của Ukraine, Quốc hội Ukraine, sẽ đảm nhận trách nhiệm của ông ấy. Bài báo cho biết Chủ tịch của Verkhov Narada, tức Quốc hội đơn viện là Ruslan Stefanchuk, một thành viên của đảng Người phục vụ nhân dân của Zelensky, không có tỷ lệ tín nhiệm đặc biệt cao trong các cuộc thăm dò dư luận. Đó là khoảng 40%, ít hơn một nửa so với Zelensky, và ông ta không nổi tiếng trong mắt các nhà lập pháp đối lập. Theo các quan chức Ukraine và các nhà phân tích được Politico phỏng vấn, điều này có nghĩa là trong trường hợp ông Zelensky qua đời không đúng lúc, đất nước sẽ được điều hành bởi một hội đồng quản trị. Hãng tin này cho biết, trong khi Stefanchuk sẽ là người đứng đầu chính thức, song thực chất ông ta sẽ là bù nhìn. Chính phủ tập thể này sẽ bao gồm các thành viên quan trọng khác, đó là Andrei Ermak, người đứng đầu văn phòng tổng thống, Bộ trưởng Ngoại giao Dmitry Kuleba và Bộ trưởng Quốc phòng Alexei Kretikov. Valery Zaluzhny, tướng chỉ huy hàng đầu của quân đội Ukraine, cũng được cho là sẽ tiếp tục vai trò của mình. Politico cũng lưu ý rằng, vì mối đe dọa đang rình rập tính mạng của mình, các chuyến thăm nước ngoài của Zelensky được lên kế hoạch hết sức bí mật. Các quan chức Ukraine đã vô cùng tức giận vào tháng 2 năm ngoái, khi một chuyến thăm theo kế hoạch tới Russia bị rò rỉ 3 ngày trước khi ông đến dự kiến, gây nguy hiểm cho chuyến đi của ông. Tương tự, chính phủ Bulgari lo ngại chuyến đi có thể bị hủy vào tháng trước sau khi thông tin chi tiết xuất hiện trên báo chí. Câu hỏi đặt ra là, vì sao kịch bản về cái chết của Tổng thống Zelensky được đưa ra vào thời điểm này? Liệu đây có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Nhớ lại rằng trong 3 ngày qua đã có 2 vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào Moscow và vùng ngoại ô. Cả 2 lần UAV đã bị hạ, một phần bởi hệ thống phòng không, một phần bị hệ thống tác chiến điện tử ngăn chặn. Những chiếc máy bay không người lái không kiểm soát được đã đâm vào tòa tháp Moscow City, nơi đặt trụ sở của 7 bộ ngành của Nga. Một số chuyên gia chắc chắn rằng chính quyền Zelensky đang tự dẫn mình đến cái chết tức tưởi với những tuyên bố của mình. Cựu chuyên gia phân tích của CIA Larry Johnson cho rằng các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Moscow mà Tổng thống Ukraine phô trương chỉ là bằng chứng cho thấy sự yếu kém của Kiev, một hành động tuyệt vọng. Johnson nói, ông ta đang hướng đến một cái chết ngay lập tức. Đây là thực tế, đây là hành động tuyệt vọng số 1. Trên thực tế, mọi người đều hiểu rằng chế độ Zelensky không thực hiện các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào các cơ sở quân sự và dân thường đang phải gánh chịu hậu quả. Trước đó, có ghi nhận rằng Kiev một lần nữa vi phạm lệnh cấm nghiêm ngặt nhất của Hoa Kỳ. Oleg Tisarev, Phó Chủ tịch Quốc hội Ukraine năm 2002-2014, đã nói về những lằn ranh đỏ bất thành văn mà Washington đã vạch ra cho Vladimir Zelensky trong bối cảnh phương Tây sợ đụng độ trực tiếp với Nga. Cuộc tấn công vào cây cầu Crimea là một cách khác để vượt qua lằn ranh đỏ. Đó là lý do tại sao phản ứng của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đối với các cuộc tấn công khủng bố này rất yếu ớt và không chắc chắn. Oleg Tisarev nói, chế độ Kiev không chịu trách nhiệm, ông ấy không thú nhận. Lực lượng vũ trang Ukraine không tuyên bố công khai nói rằng, vâng, đây là chúng tôi, mặc dù họ muốn thế. Như vậy có thể thấy vì sao Ukraine lần nào cũng chối bỏ trách nhiệm đối với các cuộc tấn công, phá hoại và khủng bố của mình. Luật sư và nhà hoạt động xã hội người Ukraine Tatiana Motian cho rằng Hoa Kỳ và các vệ tinh của họ chắc chắn không hài lòng với người đứng đầu Ukraine. Ông ta thường xuyên lừa dối chủ nhân của mình bằng những tuyên bố vô lý và có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Alexei Zugravlev, Phó Chủ tịch thứ nhất của Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga, cho rằng phương Tây có kế hoạch kích động cái chết của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ông nói, tất nhiên, ở phương Tây có một kế hoạch nhằm loại bỏ Zelensky như một tài sản đã hư hỏng. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ loại bỏ ông ta với lợi ích tối đa, miêu tả anh ta là nạn nhân của lực lượng Nga, và họ sẽ thay thế nó bằng một người đàn ông béo phù hợp và có sức chứa hơn.
người không tưởng tượng mình là chủ nhân của thế giới và không xét xử với những ông chủ phương Tây của mình. Tuy nhiên, thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine Oleksiy Danilov đã bác bỏ thông tin của Politico về sự tồn tại của một kế hoạch trong trường hợp ông Zelensky qua đời. TASS trích dẫn lời Danilov nói trên kênh truyền hình radar rằng đây hoàn toàn là thông tin không chính xác, không có kế hoạch nào cả. Có một tổng thống, một tổng tư lệnh thực thi nhiệm vụ của mình. Thật khó để tôi nói tại sao tờ báo uy tín Politico lại làm điều này. Danilov nói thêm rằng những tin đồn như vậy đặt ra câu hỏi cho những người đại diện chính quyền liên lạc với báo chí nước ngoài và cung cấp những thông tin như vậy. Còn nhớ hồi tháng 5 năm ngoái, chính tổng thống Ukraine nói rằng Kiev có kế hoạch B cho khả năng ông qua đời. Đồng thời nói thêm rằng nội các của nước này đã được chia thành hai để Ukraine không rơi vào tình trạng không phòng bị nếu điều tồi tệ nhất xảy ra. Trong một động thái mới nhất, tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dường như bước vào đường cùng khi tuyên bố chuẩn bị các cuộc tấn công nghiêm trọng mới vào lãnh thổ của Nga. Zelensky nói về điều này trong một tin nhắn video được đăng trên kênh Telegram của mình rằng ngày hôm nay đã bắt đầu với những bài báo rất chi tiết của các đại diện của lực lượng quốc phòng và an ninh của nhà nước chúng tôi. Có một bài báo chi tiết riêng biệt của người đứng đầu Tổng cục Tình báo Kirill Budanov. Những người chiếm đóng chắc chắn sẽ cảm nhận được hậu quả của công việc của chúng tôi. Họ sẽ cảm thấy nghiêm trọng. Trong khi câu hỏi về số phận của Tổng thống Zelensky sẽ được định đoạt ra sao, thì một nhà tài trợ của Ukraine ở châu Âu cũng đang chịu thất bại thảm hại. Pháp tháo chạy khỏi Niger, Nga đẩy EU vào thế khó. Trong cuộc tiếp quản quân sự lần thứ 3 của khu vực trong nhiều năm, Tổng thống Mohamed Bazoum đã bị chính lực lượng bảo vệ của ông lật đổ, giống lên hồi chuông cảnh báo ở Pháp, cựu thuộc địa và là đồng minh truyền thống của Paris. Một số nhà quan sát chính trị cho rằng một trận chiến quy mô lớn cho châu Phi đã diễn ra trên trường quốc tế. Người Nga đã đụng độ với các quốc gia phương Tây của lục địa đen ở ngã tư đường. Hãng tin RT hôm ngày 1 tháng 8 cho biết các nhà chức trách quân sự của Niger, người nắm quyền từ lực lượng Tổng thống Mohamed Bazoum trong một cuộc đảo chính vào tuần trước, đã cấm xuất khẩu uranium và vàng sang Pháp với hiệu lực ngay lập tức. Tờ báo địa phương Wazopia đã đưa tin rằng hàng ngàn người ủng hộ chính quyền đã hoan nghênh động thái này trong các cuộc biểu tình chống Pháp ở thủ đô Niamey và đốt cờ của Pháp. Cổng thông tin này cũng đã dẫn lời một trong những người biểu tình nói rằng chúng tôi có uranium, kim cương, vàng và dầu và chúng tôi sống như nô lệ. Chúng tôi không cần người Pháp giữ an toàn cho chúng tôi. Công ty Orano, nhà sản xuất nhiên liệu hạt nhân do nhà nước Pháp kiểm soát cho biết đang tiếp tục theo dõi tình hình an ninh ở thuộc địa cũ của Pháp. Orano nói, nhóm tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn do Đại sứ quán Pháp đưa ra để tạo cơ hội cho nhân viên rời khỏi Niger nếu họ muốn. Tờ Politico cho biết, Niger là quốc gia cung cấp 15% nhu cầu uranium của Pháp và chiếm 1/5 tổng lượng uranium nhập khẩu của EU. Ukraine, cộng đồng năng lượng nguyên tử châu Âu, nói với Reuters hôm thứ Ba rằng quốc gia Tây Phi này là nhà cung cấp uranium tự nhiên lớn thứ hai cho khối EU vào năm ngoái. Như vậy có thể thấy, cuộc đảo chính ở Niger có thể là một thách thức đối với nhu cầu uranium của châu Âu trong dài hạn, khi lục địa này đang cố gắng loại bỏ dần sự phụ thuộc vào Nga, một nhà cung cấp uranium hàng đầu khác được sử dụng trong các nhà máy hạt nhân của châu Âu. Theo các nhà quan sát, căng thẳng ở Niger sẽ khiến EU không muốn áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Nga trong lĩnh vực hạt nhân, bởi uranium có vai trò quan trọng trong việc sản xuất điện tại lục địa già. Một năm qua, châu Âu nhanh chóng cắt giảm mua than khí đốt và dầu mỏ của Nga, nhưng không thể làm điều tương tự với năng lượng hạt nhân. Tờ Politico cho biết, nó có thể gây ra hậu quả ở cấp độ EU. Uranium và năng lượng hạt nhân nói chung vẫn chưa bị trừng phạt. Tờ Tisagrad lưu ý rằng, xuất khẩu nhiên liệu và công nghệ hạt nhân của Nga đã tăng lên 1 tỷ USD vào năm ngoái. Như vậy có thể thấy, ở mặt trận năng lượng, người Nga lại tiếp tục chiếm ưu thế và đẩy EU vào thế khó. Bên cạnh đó, các cuộc biểu tình bài Pháp ủng hộ Nga bùng phát ở Niamey sau cuộc đảo chính. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Pháp sẽ đáp trả ngay lập tức trước bất kỳ hành vi bạo lực nào chống lại lợi ích của Pháp ở Niger sau cuộc đảo chính ở quốc gia châu Phi này. Ông Macron cho biết chính phủ Pháp sẽ không tha thứ cho bất kỳ cuộc tấn công nào vào Pháp và lợi ích của nước này ở Niger. Thế nhưng Mali và Burkina Faso, hai nước láng giềng của Niger, tuyên bố mọi sự can thiệp quân sự vào Niger đồng nghĩa tuyên chiến với hai nước này, cả
cảnh báo động thái có thể gây hậu quả thảm khốc. Chính phủ Burkina Faso và Mali ra thông báo chung ngày 31 tháng 7 rằng bất kỳ hành động can thiệp quân sự nào vào Niger cũng đồng nghĩa tuyên chiến với Burkina Faso và Mali. Hai quốc gia này còn cho biết hậu quả thảm khốc của việc can thiệp quân sự vào Niger có thể gây bất ổn cho toàn khu vực. Trước tình hình an ninh đang xấu đi ở Niamey và tận dụng sự yên tĩnh tương đối ở Niamey, Đại sứ quán Pháp nói với công dân rằng một chiến dịch sơ tán bằng đường hàng không đang được chuẩn bị. Các cuộc sơ tán sẽ diễn ra rất sớm trong một khoảng thời gian rất hạn chế. Việc này đánh dấu lần đầu tiên Pháp tổ chức một cuộc sơ tán quy mô lớn tại các thuộc địa cũ của mình ở Sahel, nơi đã xảy ra các cuộc đảo chính ở Mali và Burkina Faso kể từ năm 2020. Declan Walsh, phóng viên chính về châu Phi của The New York Times, nói với CBS News rằng trong khi cờ Nga tung bay trong các cuộc biểu tình sau cuộc đảo chính, cho đến nay không có bằng chứng nào cho thấy Nga có liên quan trực tiếp đến cuộc đảo chính này. Nhưng tôi nghĩ là có. Một dấu hiệu cho thấy Nga đã rất thành công trong việc định vị mình như một loại người cầm đuốc chống phương Tây và chống Pháp ở nhiều thuộc địa cũ của Pháp. Người đứng đầu nhóm lính đánh thuê Wagner của Nga, Yevgeny Prigozhin, đã ca ngợi cuộc đảo chính hôm thứ Bảy là một bước đi tích cực và nói rằng các chiến binh của ông có thể giúp đất nước bình yên trở lại. Andrei Pela, nhà quan sát chính trị của kênh Tiersarat, chỉ ra rằng tất cả các thuộc địa cũ ở châu Phi, càng đi xa, họ càng ít muốn phụ thuộc vào chủ cũ của mình, chủ yếu vào Pháp và Anh. Nhưng điều này không có nghĩa là các quốc gia này sẵn sàng và ngoan ngoãn nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Các quốc gia này có ý định cuối cùng là giành được độc lập thực sự để châu Âu ngừng bóc lột họ vì mục đích riêng của mình. Người châu Phi tin rằng họ có quyền trở thành những người tự do như cư dân Mỹ Latin, Nga và toàn bộ phương Đông. EA Daily cho biết thêm rằng bên lề hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi, Chủ tịch Liên minh Người Di cư Châu Phi, giáo sư tại khoa ngôn ngữ học và truyền thông liên văn hóa tại Đại học Quốc tế Moscow, Genevieve Kinfu Tafes, cho biết rằng một kỷ nguyên mới đang đến ở châu Phi. Ông nói rằng bây giờ chúng tôi không muốn đợi tham vấn với Paris, London, Washington, mà chúng tôi muốn tự mình quyết định. Bạn đã thấy cách các nhà lãnh đạo châu Phi trừng phạt các đại sứ phương Tây theo đúng nghĩa đen chưa? Lần đầu tiên châu Phi đưa ra sáng kiến gìn giữ hòa bình ở Ukraine. Đây là một khái niệm hoàn toàn mới. Các nhà lãnh đạo của các quốc gia châu Phi đã đến hội nghị thượng đỉnh, đã nhiệt tình chấp nhận các đề xuất của Putin để đưa Liên minh châu Phi vào G20. Nhiều nước Cộng hòa châu Phi đang xem xét nghiêm túc BRICS như một giải pháp thay thế cho sự thống trị của phương Tây và mong muốn tham gia hiệp hội liên quốc gia này. Nhìn chung trong 2 năm qua, chúng ta thấy các nước châu Phi đã bắt đầu đối thoại với nhau như thế nào. Châu Phi đã học cách lắng nghe lẫn nhau trong chính nó, không phải xung đột mà là lắng nghe. Một nhân vật của công chúng từ Cộng hòa Ghana, Michael Acido, người đã bình luận về cuộc cách mạng ở Niger rằng sự trỗi dậy của châu Phi là sự sụp đổ của châu Mỹ. Quý khán thính giả thân mến, bản tin bình luận hôm nay đến đây xin tạm dừng. Quý vị nghĩ sao về đề tài chúng tôi vừa nêu trên? Xin hãy để lại bình luận bên dưới. Mọi bình luận, nhận xét và sự chia sẻ video này của quý vị đều là nguồn động viên quý giá cho đội ngũ làm chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi video của kênh Tình và Sông News. Và bây giờ Quang Sang xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào các bản tin kỳ sau. Chúc quý vị có một buổi tối thật nhiều niềm vui. Thân ái, chào, tạm biệt.